Nam A Tỳ Thiên Tâm Thân này vốn thật giả thân, nay còn đó mai chưa chắc có. Phần nỗi bệnh nỗi già thúc phược, trên đời sống được bao lâu, mới mài xanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoang khâu một năm. Ôi tam thôn khi tài thiện năng dùng, nhất năng vô thường vàng sự hưu, muôn việc đều nương mấy tất hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sanh giả không hề tư giả không, đời vật đất hết mong tồn tại, rồi tự sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân, ngầm ngang thai định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chi nguyện thành cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo hóa, kiếp thức tình mê đồ buông xa, thôi đắm say huyền hoa hồng trần, lý não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con đọc xong bài kệ khuyến tu. Dạ, con kính tri ân quý sư Thanh Tâm và con kính tri ân đạo tràng. Con xin trao lại cho quý sư để cho mấy đạo hữu kế tiếp đọc. Dạ, xả thú xả. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ, con Nguyên Trang. Trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato sama sambuddhasa. Nam mô ta sa phagavato arahato sama sambuddhasa. Nam mô ta sa phagavato arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma Desanaya Janagatha.
Brahmachalokathipati sahambati katanchali antivarang aya chatha santi tasaktaparachakkachatika deise tu thammang anukambimang bachang sakthamma ferin winayan chakayan suttan chapantham apitham bachammang Ako tayanto chatusak chadandang vappo thaneye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chặn dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhóm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thịnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân có tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sinh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng cho chúng con bài học ngày hôm nay, tiểu bộ kinh Milinda Vân. Dạ, sau kính cung thỉnh của sư huy niệm ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Kính đảnh lễ Sư Tôn Đức, xin chào quý vị trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ học hết phần còn lại, tức là từ cái đoạn số 6 cho đến hết hết cái đoạn số 10, số 9 luôn. Và chấm dứt phần mở đầu các, trước khi bước vào các câu hỏi mang cái tính cách đối lập, đối chọi với nhau. Ở trong bài học hôm nay mình sẽ được biết thêm về sự trình bày của Đức Vua. Ngài nêu lên những cái lý do cũng như những cái yếu tố cần thiết khi mà cái việc luận đạo cần phải tránh xa một số những cái hạt người, bởi vì đối với những hạt người đó thì sẽ không có gìn giữ được những điều bí mật trong cái việc thảo luận luật pháp. Đồng thời Đức Vua cũng trình bày về những cái điều kiện để làm cho cái giác tánh nó đi đến sự phát triển, đi đến chín mùi. Đồng thời vị ấy cũng nằm thông qua sự việc đó để báo cho ngài Nagasena nói biết rằng là Đức Vua ngài đã chuẩn bị rất là tốt về mặt tư tưởng của chính mình, chuẩn bị để đón nhận việc học tập về giáo lý. Rồi chúng ta sẽ cũng được biết thêm những cái bổn phận, những điều kiện tốt đẹp nơi một vị thầy nên có đối với cái người đệ tử của mình, người học trò của mình. Và đồng thời ở đoạn cuối là ngài Nagasena này cũng an trú Đức Vua, chỉ cho Đức Vua về những cái đức tính của người cư sĩ vốn có. Rồi như vậy thì bây giờ không biết cô Nguyên Trang hay cô Nguyên Như có cái phần chánh văn hay không.
và vị nào sẽ đọc bài chánh văn dùm Sương ngày hôm nay? Nào bây giờ xin mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính mời đạo tràng, con kính chào đạo tràng. Và sau đây con xin đọc phần chánh văn câu số 6. Thưa ngài Nagasena, chính hạng người này bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận là chính hạng nào? Hạng có tánh ái luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng hèn nhát, hạng nặng về vật chất, phụ nữ, hạng ngập nghiện ngập, hạng vô căn, trẻ con. Vị trưởng đã nói rằng những người ấy có sự sai trái gì? Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của sự ái luyến. Hạng sân hận bộc lộ không gìn giữ điều bí mật thảo luận do tác động của sân. Hạng si không được bộc, hạng si mê bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của si. Hạng hèn nhát bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của sự sợ hãi. Hạng nặng về vật chất bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận vì lý do vật chất. Phụ nữ bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận vì tánh hay thay đổi. Hạng nghiện ngập bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh thèm rượu. Hạng vô căn bộc lộ không giữ gìn điều bí mật đã được thảo luận do tánh không kiên quyết. Trẻ con bộc lộ không gìn giữ được điều bí mật đã được thảo luận do tánh lao chao. Vậy ở đây là hạng bị ái luyến, sân hận, si mê, hèn nhát, xem trọng vật chất, phụ nữ, kẻ nghiện ngập, vô căn, và thứ chín là trẻ nít. Chính hạng người này ở trên đời là thay đổi, bị dao động, chao đảo vì những người này đều biết điều bí mật đã được thảo luận mau chóng trở thành phổ biến. Thưa ngài Nagasena, do tám lý do tánh giác tiến triển đi đến chín mùi, do tám lý do gì? Do sự tiến triển của tuổi tác, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự tiến triển của danh tiếng, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do học hỏi, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự sống gần gũi với vị lãnh đạo tinh thần, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự chú tâm đúng đắn, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự bàn luận, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sự phục vụ với lòng thương, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Do sống ở xứ sở thích hợp, tánh giác tiến triển đi đến chín mùi. Vậy ở đây là do tuổi tác, danh tiếng, học hỏi, do sống với vị lãnh đạo tinh thần, chú tâm, đúng đắn, do bàn luận, do sự phục vụ với lòng thương, và do sống ở xứ sở thích hợp. Tám sự việc này làm cho tánh giác được rõ ràng. Những người nào có các điều này được hiện hữu thì tánh giác của họ được đánh thức. Câu số 9. Thưa ngài Nagasena, phần lãnh thổ này được xa lánh tám điều sai trái đối với các nhà tư tưởng. Và trẫm ở thế gian là người bạn tối thắng của các nhà tư tưởng, trẫm có sự gìn giữ điều được biết, trẫm sẽ gìn giữ điều được bí mật cho đến khi nào trẫm còn sống. Và tánh giác của trẫm đã đạt đến sự tiến triển nhờ vào tám lý do. Hiện nay, người học trò thực hành đúng đắn như trẫm
là khó kiếm được. Các vị thầy có 25 đức tính của vị thầy đối với người học trò. Vị thầy nên thực hành đúng đắn các đức tính ấy. Là 25 đức tính nào? Thưa Ngài, ở đây đối với người học trò, vị thầy nên thiết lập sự hộ trì một cách thường xuyên, liên tục. Nên thiết lập sự thân cận hay không thân cận. Nên thiết trình trạng sao lãng, không sao lãng. Nên biết về trường hợp cho phép nằm. Nên biết sự bệnh hoạn. Nên biết vật thực đã được nhận hay chưa được nhận. Nên biết về cá tánh. Nên phân phát vật đã có ở bình bát. Nên an ủi rằng chớ lo sợ, điều tốt lành sẽ đến cho con. Nên biết về sự tiếp xúc. Nó tiếp xúc với nhân vật này. Nên biết về sự tiếp xúc ở trong làng. Nên biết về sự tiếp xúc ở trong chỗ cư ngụ. Không nên cười, đùa giỡn hớt với người ấy. Sau khi nhìn thấy yếu điểm nên nhẫn nại. Nên là người thận trọng. Nên là người có hành động không nhỏ mọn. Nên là người có hành động không khuất lấp. Nên là người có hành động không thừa thải. Nên thiết lập tâm của người đào tạo rằng ta đào tạo người này về các ngành nghề. Nên thiết lập tâm về sự tiến triển. Làm thế nào để người này không thể bị xúc kém. Nên thiết lập tâm ta đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh mẽ của việc học tập. Nên thiết lập tâm từ. Không nên bỏ rơi các trường hợp bất hạnh. Không nên sao lãng việc cần làm. Nên sách tấn bằng pháp khi học trò bị lỗi lầm. Thưa Ngài, đây là 25 đức tính của vị thầy dành cho vị thầy. Xin Ngài hãy thực hành đúng đắn đối với trẫm bằng các đức tính này. Thưa Ngài, có điều hoài nghi sanh khởi đến trẫm. Có những câu hỏi nghịch lý đã được thuyết giảng bởi đấng chiến thắng. Vào thời vị lai xa xôi sẽ nảy sanh sự tranh cãi về chúng. Vào thời vị lai xa xôi, các bậc giác ngộ như Ngài sẽ khó đạt được. Xin Ngài hãy cho ý kiến về những câu hỏi ấy của trẫm vì sự phản bác của các học thuyết khác. Vị trưởng lão đã đồng ý rằng tốt lắm, rồi đã làm sáng tỏ về 10 đức tính cư sĩ dành cho người cư sĩ. Tâu đại vương, 10 đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ. Là 10 đức tính gì? Tâu đại vương, ở đây người cư sĩ là cùng vui cùng khổ với hội chúng. Có pháp là chủ, yêu thích việc san sẻ, tùy khả năng. Sau khi nhìn thấy sự thay đổi của giáo pháp, của đấng chiến thắng thì nỗ lực cho sự phát triển. Là người có chánh kiến, xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo chủ khác, thậm chí vì nguyên nhân mạng sống. Thân và khẩu của người này được gìn giữ. Có sự vui thích trong sự hợp nhất, ưa thích sự hợp nhất, là người không ganh tị, là không thực hành giáo pháp theo cách dối trá, đã đi đến nương nhờ vào Đức Phật, đã đi đến nương nhờ vào giáo, đã đi đến nương nhờ vào hội chúng. Tâu đại vương, 10 đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ. Tất cả 10 đức tính ấy được tìm thấy ở Ngài, điều ấy được gắn bó, được đạt đến và thích đáng, là phù hợp đối với Ngài, là sau khi nhìn sự suy đồi của giáo pháp, của đấng chiến thắng, thì Ngài sự phát triển các Ngài. Ngài hỏi tôi một cách thời giảng đầu và kính sư giảng cung thịnh bàn tay để sư giảng dạy lại cho
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng giác. Kính đảnh lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng vô thượng đưa đến sự lết cho những ai có lòng tin thực hành theo. Kính đảnh lễ chư tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điện của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được nghe cái phần chúng văn, thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị những cái phần nào mà chúng ta không có nhiều những khúc mắc khó hiểu á, thì mình sẽ qua nhanh. Còn có một vài những trường hợp mình suy nghĩ thấy cần thiết, thì sẽ dành nhiều thời gian để mà trình bày cái điểm đó hơn. Ở đây đầu tiên trong đoạn chú 6 có một việc mình cần phải hiểu thêm như thế này. Đức vua ngài trình bày cho Đức Nagasena về những cái hạng người do cái tính của họ dễ dàng bị bộc lộ, không có gìn giữ những điều bí mật đã được thảo luận, cho nên không có phù hợp. Còn cái đức vua thì nó không có nằm trong cái trường hợp đó. Cho nên nó thích hợp để mà ngài Nagasena ngài mở lòng để mà chia hết những cái gì mà ngài biết, để giải tỏa những cái khúc mắc, những cái nghi hoặc cho đức vua trong việc học tập giáo pháp. Ở đây mình nên hiểu rằng là sự gìn giữ này á, nó không phải mang cái ý nghĩa là keo kiệt hay là bỏng xỉn hay là bỏng sản pháp hay là làm giá, không phải là như vậy. Mà có những thứ đó, thưa quý vị, nếu như mình không có biết trân trọng á, thì nó chẳng khác nào là mình vô tình mình đánh mất cái giá trị, cái giá trị thật sự của điều đó. Chính vì thế mà ở đây sở dĩ á, mà nói đến cái việc gìn giữ bí mật đó, thưa quý vị, là bởi vì gìn giữ điều bí mật được thảo luận mang ý nghĩa là tôn trọng, mang ý nghĩa là tôn trọng giáo pháp, không có phô trương một cách chỉ vì cái mục đích gìn giữ được cái giá trị và cái tâm tư của mình có sự yêu mến, kính trọng, tôn kính đối với pháp, những điều mình cho là quý giá thật sự ở trong tâm của mình. Có một số những cái trường hợp á, ở trong kinh có trình bày khi mà có những người thiện nam tử, thưa quý vị, người ta đi đến xin được xuất gia để mà học tập. Thì lúc bây giờ có một vài những trường hợp chư tăng không có đồng ý liền, mà vị ấy nêu lên những cái trở ngại khó khăn để cho thiền nam tử đó nhắm thấy rằng có thật tâm, có vượt qua hay không, được hay không, thì lúc bây giờ mới chấp thuận. Điều này không phải là làm khó, mà để xem coi cái tâm tư của người này á, khi mà đến với giáo pháp có thật sự với cái mục đích chân chánh hay không. Thì nếu như mà có một vài nguyên nhân, trường hợp
mà họ đến với giáo pháp đó, thưa quý vị, nó không với cái mục đích đó. Và nếu mình không có kỹ lưỡng á, thì lúc bây giờ nó làm tốn thời gian lẫn nhau, và thậm chí có thể đưa ra một số những cái hệ lụy nó bị phản tác dụng sau này. Quý vị có biết rằng á, hồi đó có một vài những người mà họ không cùng tôn giáo, họ phải đi đến họ học tất cả những cái giáo lý. Nhưng mà cái mục đích của họ học đó, thưa quý vị, nó không phải là để họ tu và thật tâm để sẵn sàng đón nhận, mà cái chủ đích họ học á, để họ tìm ra họ tìm ra những cái điểm nào đó nó mơ mơ hồ hồ, để nhằm thay đổi thêm thắt vào đó, rồi đưa ra những cái lập luận phản bác. Nó có cái chuyện đó nữa, nhất là ở trong bảy bộ của Tạng Diệu Pháp, có bộ Cà Thao Bách Thú, thưa quý vị. Thật ra những người mà người ta chống bán lại, nếu như mà người ta hoàn toàn không biết gì hết, không có sự hiểu biết gì hết về giáo lý, thì cái sự chống bán của họ, họ không có nguy hiểm, nó không có mang cái tính chất nguy hiểm. Mà cái sự chống bán mà đúng biết về đối phương, cái những có mới thật sự là đáng sợ. Mà thông thường á, cái thế hệ mà mình học tập sau này á, đâu phải ai cũng là bậc thánh đâu, đâu phải ai là cũng là những người có sự suy xét, có trí tuệ, có lập trường vững chắc đâu. Cho nên chỉ cần một vài đường nét coi như lý luận của họ thôi, thì họ có thể làm cho người khác có sự ngờ vực và đi trạch hướng. Chính vì thế mà người ta ngoài đời người ta cũng thường hay e dè. Đối với những cái kẻ địch á, người ta ở bên ngoài á, thật ra không biết gì hết về nội bộ, thì như vậy mình không có đáng ngại nhiều bằng những cái thành phần nội gián ở bên trong, tầng nội gián bên trong, bên trong âm thầm phá hoại đó, đưa ra cái hậu quả nó kinh khủng lắm. Cho nên chính vì vậy mà hồi xưa đó, giữa Chư Tăng có một số những vị kỹ lưỡng trong những trường hợp các vị phải test trước để ngăn những cái không phải là làm khó thôi quý vị. Và bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là đối với cái luật xuất gia đó, trong cái việc nhận việc học tập và tu hành, những người mà trước đây mà đã từng xuất gia theo ngoại đạo đó, thưa quý vị, để muốn vào trong tăng đoàn đó, không có cho tu liền được, không có cho tu liền được, phải trải qua, tức là ngày dạy là những trường hợp như vậy là phải trải qua 4 tháng thử thách. Trong 4 tháng đó phải xem xét về tâm lý, tâm tư của người này đến với giáo pháp với mục đích gì, và nhất là về quan trọng nhất đó chính là về cái tri kiến, cái đường hướng xác định tri kiến của người này có còn những cái, có những cái ý đồ gì tránh hay không, và đã hoàn toàn lìa bỏ được những cái sự nhận thức sai lầm trước đây để chuẩn bị cho việc học tập mới hay không. Thì lúc mà xác định như vậy đó, thử thách trong một khoảng thời gian ở trong luật đó, đó chính là thực hiện cái việc biệt trú Pariwasa trong thời hạn 4 tháng. Xong rồi, sau khi đã thấy ok được rồi, lúc bây giờ mới cho tu. Điều này được áp dụng cho đã từng có tu với ngoại đạo thôi. Còn ngoài ra tất cả những trường hợp khác như là những người cư sĩ chưa có từng gọi như là chính thức gia nhập vào một cái giáo phái nào hết, thì không có cần phải áp dụng cái phương thức thử nghiệm như vậy. Tuy nhiên nếu mà kỹ thì vẫn phải dò xét một chút.
như vậy nó sẽ có lợi ích, nó lợi ích hơn. Chính vì thế mà ở đây chúng ta phải nên hiểu rằng cái việc mà được nói đến gìn giữ những điều bí mật á, mang cái ý nghĩa là sự tôn trọng, gìn giữ giá trị của giáo pháp. Và nhất là khi ở trong việc học tập thắc mắc, trong phạm vi có những điều mà nó chưa có được rõ ràng đối với cái trí tuệ của phàm phu á, thì nếu như mà một người mà có cái tâm cầu học á, thì nó sẽ nghe sự giải thích với cái thái độ khác. Còn cái người mà cái kiểu giống như vô mà chỉ để soi, chỉ để bươi móc kiếm những cái điểm mà nó khó hiểu, thì lúc bây giờ sẽ lấy đó để làm những cái cớ để mà phản biện, xuyên tạc pháp. Phải thừa nhận một điều rằng thật ra với con đường tu tập mà Đức Phật Ngài dạy á, nó không có gì mơ hồ, nó không có cái gì mà khuất lấp hết á. Chẳng qua là bởi vì cái trí tuệ của phàm phu mình á, nó chưa có đủ cái level để mà nó hiểu hết được mọi cái sự việc. Cho nên chính vì thế mà có những chuyện mà mình thấy nó giống như là mâu thuẫn với nhau, nó được rõ ràng lúc này lúc khác, từ đó cũng dễ cho mình có sự nghi hoặc. Đó là do cái sự không có sáng suốt của mình, không có hiểu rõ hết được thôi, chứ không phải là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là giáo pháp. Cho nên để vì cái mục đích kỹ lưỡng, vì cái mục đích kỹ lưỡng cần phải thận trọng là như vậy, để gìn giữ cái sự tôn nghiêm cũng như cái giá trị, giá trị. Cho nên ở đây Đức Vua Ngài đã nêu ra chín hạng người. Nói vậy là quý vị hiểu rồi, chứ không phải là bỏng sẻn nha, chứ không phải là bỏng sẻn mà giấu giếm. Chính hạng người không có gìn giữ điều bí mật, thứ nhất là hạng ái luyến, sân hận và si mê. Thì ở đây mình phải nên hiểu như thế này, ái luyến ở đây muốn ám chỉ sân hận và si mê là nói đến một cái tình trạng tương đối thôi, chứ còn hễ là phàm phu làm sao mà không có được, thưa quý vị, phàm phu làm sao không có được. Tuy nhiên ở đây muốn nói đến là cái trường hợp mà cái người mà quá đặt nặng, quá đặt nặng, cái vấn đề gì cũng bị chi phối bởi tham ái, đặt nặng quá, nó thường xuyên, tâm tư bị thường xuyên nó đi vào cái chiều hướng đó, nó không có được cái thời gian để mà tỉnh táo nhận định cái sự việc một cách sáng suốt nhiều. Cho nên muốn nói ở đây mình phải nên hiểu là tương đối thôi. Còn nếu như không có ái luyến, không có sân hận, không có si mê thì thật sự một cách triệt để chỉ có thánh thôi, chỉ có thánh thôi. Rồi ái luyến thì không có gìn giữ được điều bí mật, không có gìn giữ được điều bí mật. Hãy có cái gì đó mà nó hợp với cái sở thích của họ là lúc bây giờ họ bộc lộ ra ngay, mà không có nghĩ đến cái điều mà mình biết mình bộc lộ nó có cần thiết hay không, và chúng ta nói với ai nó có tác dụng hay không. Rồi sân hận cũng vậy nữa, thưa quý vị, sân hận cũng vậy nữa. Người nóng nảy, cái tánh nó thường xuyên nó ở trong cái trạng thái bực bội, khó chịu, dễ bộc phát. Rồi si mê, tánh không có sáng suốt, lúc nào tâm tư cũng muội lượt. Rồi hạng nặng về vật chất, hạng nặng về vật chất mình cũng dễ hiểu. Hạng nữ
hạng nữ bộc lộ, không gìn giữ điều ta được thảo luận do tánh hay hay thay đổi. Thì ở đây chúng phải nói thêm về trường hợp này. Trường hợp này mình đừng có nghĩ rằng, mình đừng nghĩ rằng muốn ám chỉ về giới tính, không, không phải như vậy, không hẳn là như vậy đâu. Nếu mà không có nói rõ ra thì vô tình cũng có thể làm cho mấy cô coi như là buồn, mấy cô buồn, không phải như vậy. Ở đây muốn nói đến cái tính tình ưa thay đổi, cái tính tình ưa thay đổi, lúc nắng lúc mưa của mà hay có ở nơi nữ nhân, chứ không phải là muốn nói đến người nữ một cách triệt để. Chúng ta phải nên hiểu là như vậy. Mà bởi vì đa số người ta lấy con số thống kê là trong cái nữ giới thì phần lớn tâm tư nó dễ dàng nó bị thay đổi, cho nên từ đó nó mới gắn luôn là lộng luôn là nữ nhân. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta là nữ tính nhưng mà tâm tư của mình nó không có bị coi như là vô cái kiểu mà sớm nắng chiều mưa, lúc này lúc khác như vậy á, giận hờn vu vơ, lúc thì vui lúc thì buồn, thay đổi rất là nhanh chóng, thì không nằm trong 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 trường hợp này. Nói đến chuyện này thì nhớ đến trong một cái khoảng thời gian gần đây, cách đây mấy ngày, cái thời tiết ở ở trong cái khu vực biên hòa nó bị cái giống như bị áp thấp vậy đó quý vị. Thì trong những ngày đó, sư không có dám coi như là giặt y áo, không dám giặt y áo, bởi vì mình thấy nó nắng, mình thấy nó nắng, mới vừa nắng rất là nhiều, nhưng mà được vài phút đồng hồ tự nhiên đâu chuyển chuyển mưa rất là nhanh. Rồi xong khi nó chuyển mưa xong rồi nó bắt đầu là trong thời gian tích tắc thôi tự nhiên nó nắng lại, nó cứ thay đổi tới lui như vậy đó. Thì lúc đó nó cũng khó khăn cho mình trong cái việc mà quyết định phải có giặt y không. Thì cuối cùng sư mới nghĩ đến thôi dẹp luôn đi, thời tiết kiểu này không có được bảo đảm. Thì vị sư ở cùng á mới nói sư sao tôi thấy sư giặt y rồi phơi ra vô rồi không giặt nữa, thấy trời đang nắng mà lúc đang nói chuyện với sư thì lúc đó nó đang nắng. Thì sư mới nói một câu với thôi cái thời tiết phụ nữ kiểu này thì thôi không không có bảo đảm. Thì ông nói thời tiết phụ nữ là làm sao, thì sư mới nói là phụ nữ thì tâm tư họ dễ thay đổi, như là lúc này lúc khác, nắng mưa thất thường, cái thời tiết này cũng y chang vậy á, cho nên gọi thời tiết phụ nữ. Nói như vậy á là muốn nói đến cái ví dụ thôi, chứ không hẳn là tất cả những người nữ ai cũng như. Và ở đây chúng ta phải nên hiểu thế, tức là ý muốn ám chỉ đến đối với những cái trường hợp những người á, những người nữ mà cái tính họ thay đổi, họ thay đổi, họ không có kiên cố, không có vững chắc, thì họ không có gìn giữ được cái điều bí mật, họ không có gìn giữ được điều bí mật. Phải hiểu như vậy chứ thôi mất công hiểu lầm xong rồi buồn nữa. Ở đây đa số là người nữ nhiều, mà sư nói thật có những cái trường hợp á, sư hay nói đến chơi nói với mấy cô, chơi nói với mấy cô, mà chắc suy nghĩ rằng cũng chính vì cái lời nói đó mà phần lớn đa phần sư đi đâu cũng vậy, nhất là mấy cô ở dưới nhà bếp á, rất là thương sư. Sư hay nói với họ như thế này, sư mới nói là thật sự theo như sư thấy trong cái quãng đời mà sư xuất gia khi tu tập á, tuy là nói người nữ như thế này như thế kia như thế nào sư không biết, nhưng mà phải nhìn nhận một điều,
đa số những cái miếng cơm, à những cái miếng cơm canh mà chư tăng họ dùng mỗi ngày á, trong đó có cả sư luôn, phần lớn là từ tay của mấy cô nhiều hơn đối với nam giới. À, phải thừa nhận điều đó, phải thừa nhận điều đó, cho nên đừng có bao giờ làm chọc giận chọc giận mấy cô, chọc giận mấy cô là chết á. Chị nói câu như vậy thôi, không, mà cái đó là nói thật tâm, nói thật tâm chứ không phải là nói chuyện không có, thật sự là như vậy, thật sự là như thế. Đó, cho nên ở đây mình phải hiểu là như vậy, chứ đừng có buồn, chứ đừng có buồn, không phải muốn nó, muốn ám chỉ đến cái sắc, cái sắc tức là cái giới tính đâu, nói đến tâm tính của người phụ nữ phần lớn đó, họ họ nữ tính đó, nữ tính đó, muốn nói đến nữ tính. Rồi hạng vô hạng nghiện ngập nghiện ngập thì cái này chúng ta không có cần phải bàn nhiều rồi. Nghiện ngập thì tâm tư đâu có tỉnh táo đâu, nhớ này nhớ khác, lúc thích thì nói thôi, không có kiểm soát được thân khẩu của mình. Rồi hạng vô căn, hạng vô căn ở đây là muốn nói đến cái người không có nam căn hay nữ căn một cách rõ rệt. Ừ, rõ rệt. Hồi đó học trong luật đó thưa quý vị, có nói đến những cái trường hợp này rất là nhiều, chẳng hạn như người lại cái, người lưỡng căn, rồi người vô căn vân vân. Đây cũng là một chuyện mà chúng ta cũng hay thắc mắc, bởi vì trong luật hay đề cập đến những cái trường hợp khiếm khuyết này á, mà ảnh hưởng đến cái việc tu, cũng không có nên cho xuất gia. Thì vô căn ở đây muốn nói, muốn ám chỉ đến cái hạng người mà họ không có hiển lộ của nam căn hay nữ căn một cách rõ rệt. Nói như vậy không có nghĩa là họ không có cái bộ phận mà tiểu tiện, không phải, nó vẫn có chứ không phải là không. À, nó vẫn có chứ không phải là không, nhưng mà cái hình thành về nam căn hay nữ căn thì đối với hạng người này họ không có rõ rệt. Thì đó là muốn chỉ đến cái người vô căn á, người vô căn là như thế đó. Rồi. Thì hạng này cũng được, hạng này cũng được. Ở trẻ con thì tâm tư của nó đâu có được chững chạc đâu, cho nên dĩ nhiên sẽ không có biết giữ mồm giữ miệng, nếu mà nói lung tung quá sẽ làm mất đi cái giá trị của giáo pháp. Cho nên chính vì thế mà đây là chính cái hạng người hay bộc lộ một cách nông nổi, không có gìn giữ cái điều bí mật để gìn giữ được cái sự tôn nghiêm cũng như cái giá trị của điều thảo luận của giáo pháp. Đó là như vậy. Rồi tiếp theo, Đức Vua ngày trình bày đến tánh giác, ngài nói rằng có 8 cái lý do cho tánh giác đi đến tiến triển chứng mùi. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là sự tiến triển của tuổi tác. Sự tiến triển của tuổi tác tức là càng trải qua thường đó, thông thường khi mà mình càng lớn, mình càng trải qua cái tuổi đời, thì lúc bây giờ cái sự chững chạc, cái sự chững chạc, cái sự hiểu của mình nó cũng tăng, nó cũng tăng. Đây là cái điều chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Ở thứ hai là do sự tiến triển của danh tiếng, cảnh giác cũng đi đến chính mùi. Thì thưa quý vị, ở đây cái trường hợp mà mình được nhiều người khác người ta biết đến, mình có danh thơm tiếng tốt, lúc bây giờ cái sự gìn giữ, cái giữ mình của mình tự nhiên nó sẽ được hình thành thôi, nó sẽ được hình thành, cho dù chỉ vì cái nguyên nhân mình sợ mất đi cái danh tiếng không, thì nó cũng là một cái nhân duyên để mà trợ cho cái sự nhận thức, sự hiểu biết của mình có sự phát triển, chúng ta cũng có cái sự thay đổi. Nhưng mà mình nổi tiếng quá thì nhiều cặp mắt, nhiều người người ta nhìn vô, người của con hội chúng mà,
bây giờ mình phải gìn giữ chứ. Cái sự ý thức của mình tự nhiên nó sẽ được thiết lập. Đây là trường hợp thứ hai. Do sự học hỏi mà tánh giác đi đến tiến triển chín mùi. Thì việc học tập đó thưa quý vị, chúng ta học hỏi càng nhiều thì sự nhận thức, sự hiểu biết của mình sẽ càng thêm sâu sắc, hiểu càng thêm rộng rãi. Rồi, do sự sống gần gũi với các vị lãnh đạo tinh thần, tức là cái người mà những người mà mình gần á, mà họ có nhiều những cái sự hiểu biết sâu sắc tốt đẹp á, lúc bây giờ ít nhiều chúng ta cũng sẽ được lây, chúng ta cũng sẽ thừa hưởng được chút gì đó từ cái việc sống gần gũi đối với người đó. Ít ra mình không học được nhiều thì mình cũng biết được ít, mình cũng khôn ra, cũng tỉnh táo ra hơn. Rồi, đó là trường hợp sống gần gũi do cái pháp thân cận, do sự chú tâm đúng đắn. Tức là trong cái việc học tập, cái sự hiểu biết đó, nó được nhiều hay ít là do mình có tâm hay không. Nói đến cái điều này đó, thưa quý vị, thật ra đôi lúc đó, cũng ngại ngùng, làm biếng, không có năng nổ lắm trong cái việc chia sẻ những điều mình biết, trong trường hợp mà khi phải gặp những cái con người, những cái hội chúng mà mình cố ý, mình nhiệt tâm để mà mình trình bày, mình chỉ dạy, nhưng mà cái thái độ của họ lơi là, thái độ của họ rất là lơi là, cũng nó có cảm giác giống như là mình rót nước mời uống mà họ coi như là không có biết trân trọng, không biết trân trọng đó. Họ uống mà cái kiểu giống như là uống cho nó có, hoặc là uống một chút thì xong rồi nếm một chút thì xong rồi đổ bỏ qua chỗ khác. Cái điều này nó cũng làm cho cái vị thầy đó, quý vị, người mà người ta chia sẻ, người hướng dẫn nói mà không có chú tâm, chán nản. Cho nên đây là cũng là một cái lý do, cái sự chú tâm nó khiến cho tánh giác đi đến tiến triển chín mùi. Rồi, do sự bàn luận, khi mình bàn luận càng nhiều thì chúng ta sẽ hiểu ra được càng nhiều thêm, sẽ hiểu ra được nhiều khía cạnh. Có những sự việc đó, nếu như mà mình không có gặp phải những cái đối tượng để mà mình thảo luận đó, thì cái sự học hỏi, sự hiểu biết của mình đôi khi nó chỉ bị giới hạn ở trong một vài những cái lĩnh vực nào đó thôi. Nhưng mà do cái sự thảo luận đó, từ đó chúng ta sẽ hiểu rộng ra hơn, hiểu rộng ra, nhìn thấy ra được nhiều những vấn đề khác hơn. Đó là do cái sự bàn luận thường xuyên. Rồi, do sự phục vụ với lòng thương tưởng, tức là cái từ đó thưa quý vị, nó bày cái tấm lòng của mình sẵn sàng rất là nhiệt tâm trong cái việc học hỏi, chứ không phải là qua loa. Đó là do sự phục vụ với lòng thương, sự thể hiện của chính vị ấy. Rồi, giống ở trú xứ thích hợp, cái nơi mà mình sống, cái bối cảnh sống của mình nó cũng có ảnh hưởng đến cái giác tánh của chính bản thân. Nếu như mình sống gần những người mà ăn chơi, hoặc những cái môi trường nó không có được phù hợp để phát triển giác tánh, nó cũng bị vùi lấp. Cái trú xứ của mình ở, lúc nào mình cũng phải chứng kiến những cái điều mà nó đi nghịch lại với sự phát triển của giác tánh không, thì nó sẽ không có làm cho cái sự hiểu biết của mình nó được phát triển. Cho nên cái trú xứ nó cũng là một lý do. Và Đức Vua Ngài trình bày 8 nguyên nhân như vậy, cũng như Ngài cho để thể hiện cho
Tôn giả Nagasena biết được rằng là sự chuẩn bị ở nơi Đức Vua rất là tốt đẹp. Ý đã được vệ sinh một cách cẩn thận, có thể nếm được cái hương vị một cách trọn vẹn đầy đủ chứ không phải lơi là. Đó là như thế. Rồi tiếp theo thì ngài Nagasena, Đức Vua ngài nói đến những đức tính của vị thầy đối với học trò, của vị thầy đối với học trò. Phải nói là trong việc học hỏi về giáo lý, thưa quý vị, nếu như mà mình có nhiệt tâm, mình cẩn thận, mình suy xét á, thì giáo pháp dạy cho mình không chỉ là việc tu tập nội phần riêng của bản thân của mỗi người không thôi, mà trong việc đối nhân xử thế với nhau thưa quý vị, cũng được tốt đẹp, tốt đẹp cả hai. Và điều này á, chúng ta có thể tìm thấy được một khía cạnh nào đó trong việc ứng xử, nhất là đối với một vị thầy được xem như có những cái đức tính, hội đủ những đức tính như thế nào được gọi là tốt đẹp đối với vị trò. Thứ nhất là nên thiết lập sự hộ trì một cách thường xuyên và liên tục. Hộ trì tức là bảo vệ đó, bảo vệ khi thấy được những cái mối nguy hại nào đó nó có thể xảy ra đối với người trò, thì mình cái khả năng như thế nào thì chúng ta phải nên bảo vệ người trò. Nên thiết lập sự thân cận nên biết sự thân cận hay, tức là trong cái việc mình gần gũi đó, thưa quý vị, chúng ta cũng phải quán tiền quán hậu, nên hay không nên, nên hay không nên. Cái chuyện này á, phải nói là khi chúng ta gần những người khác đó, thưa quý vị, mình không có quán xét á, thì tình cũng dẫn đến một số những cái tai hại. Chỉ kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Nếu như trường hợp mà mình có những con người á, cái sự thân cận của mình á, gần gũi á, mình cũng phải biết được có nên hay không nên, và có chừng mực như thế nào, có giới hạn như thế nào. Nếu như mà không có quán sát về mặt này, có thể mình sẽ bị một số những cái rắc rối. Sư nói, sư kể cho quý vị nghe là hồi đó nó có một lần á, ôi cô cư sĩ kìa, cô nào vốn cổ cũng thường xuyên đi đến nấu cơm cho một vài những chùa ở trong hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy rồi, và được biết rõ ràng là cổ không có chồng, không phải là không có, tức là chưa có đó, cổ chưa có chồng. Rồi, cho nên cổ rất là rảnh thời gian để đi đến phục vụ viếng thăm chị Tăng. Thì trong số đó có một sư phụ của sư, lúc hồi trước sư ở trên Hữu Túc, hai thầy trò ở trong thời gian đó giữa hai người ở không thôi, không có chị Tăng nở đông đâu, trong đó cũng rất là vắng vẻ. Thì cổ cũng thường hay lui tới, bởi vì đã biết thầy của sư lâu rồi, cho nên có cái sự cảm mến, hay lui tới để mà hỏi thăm sức khỏe, rồi cúng dường, trà, nước, cà phê, vân vân.
Thì đến một cái đến ngày kia trong một cái buổi tối, chị nhớ là lúc đó nhằm ngay cái lúc mà cúp điện đó chứ. Tự nhiên trong đêm khoảng 9-10 giờ, khoảng 9-10 giờ đêm, chị nghe thấy một cái tiếng kêu, một tiếng kêu của một người nam, kêu cái tên của cái cô đó ở trong đêm tối. Thì mới đầu á, trong khoảng thời gian đầu á, không có nghĩ là cái người đó, trong tâm của sư á, không có nghĩ là có người đi kiếm cái cô đó đâu. Bởi vì mình không có nghĩ ra được. Nhưng mà khi nghe tiếng kêu đó lặp đi lặp lại nhiều lần ở cái khu vực giống như nó gần ở chùa mình quá, thì lúc bây giờ sư mới đi bộ ra. Sư mới đi ra. Thì mới đi ra ngày trước chánh điện á, thì sẽ thấy có anh thanh niên. Anh thanh niên anh đứng đó. Thì sư mới hỏi là ủa anh kiếm ai vậy? Anh kiếm ai vậy? Bởi vì trong cái lô cao su vắng vẻ mà anh đứng đó anh cứ kêu tên của một người nào đó không à. Sư mới hỏi lại, sư hỏi á, thì anh mới nói rằng là sư con nhỏ bạn con nó sư không có nói tên, mất công sau này phiền lắm. Mình chỉ chủ yếu là mình lấy cái sự việc thôi, có cái cô bạn con ở đây hay không, ở đây hay không. Thì sư mới hỏi là ủa cổ đâu có, giờ này cổ ở đây làm cái gì, cổ ở đây làm cái gì, cổ cũng đâu có ở đây đâu, mà bộ cổ đi đâu hả mà anh kiếm. Thì anh chàng đó anh mới nói là con với nó mấy ngày trước có giận hờn cãi nhau á, con là bạn trai của cổ, nhưng mà con biết là cổ mỗi lần cổ buồn hay là cổ thường hay lui tới, cứ hay lui tới trong đây trong cái khoảng thời gian gần đây, cho nên đi vô kêu, đứng kêu thử coi có cổ ở đây hay không. Đó, thì lúc đó sư mở lẽ sư biết là anh đó anh đi kiếm ai rồi. Thì thưa quý vị, phải nói rằng á, có những cái mình không có ngờ tới được. Cho nên cái việc mà mình quan sát cái vị thầy á, phải coi như là phải biết được là cái người nào nên gần gũi hay không nên gần gũi, hoặc là cái thời lượng, cái ranh giới để mà mình gần gũi như thế nào. Bởi vì tại sao? Nhiều khi mình không có cái ý gì trong đó hết, mình không có vấn đề, mình là vị thầy mình không có vấn đề, cô đó cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái vấn đề lại nằm ở cái chỗ coi như là người bạn đời của cổ thì sao đây, thì sao đây. Cho nên nó nhiều khi mình đi chùa, đi đến làm những cái phần sự công đức, biết là cái đó là phước, nhưng mà chúng ta cũng đừng có quá lố. Đi quá mất công là ông xã nhà bắt đầu là ông hẹ đó, ông hành hẹ, ông nói mà mình không nghe là bắt đầu ông lên dần mấy ông sư đó, lúc đó là cũng phiền lắm á. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề rất là tế nhị thưa quý vị, nhưng mà nó có thật chứ không phải là không đâu nha, có thật chứ không phải là không đâu. Và ngược lại đối với người nam cũng vậy, người nam mà đi tới chùa nhiều quá rồi bắt đầu là ít về nhà chăm lo phận sự đối với vợ cũng sẽ có vấn đề, gần gũi mấy ông sư nhiều quá là cũng sẽ có vấn đề. Chuyện này sư cũng từng gặp luôn chứ không phải là không đâu. Tức là có cái anh đó gần đây anh có những cái câu chuyện mà phiền não trong đời sống gia đình quá rồi, cho nên không biết coi như là trút bầu tâm sự với ai hết, và không biết dùng ai để giải tỏa những cái thắc mắc để làm nguôi ngoai hết, như vô kiếm đè đầu mấy ông sư ra thôi chứ có gì đâu. Lúc thì cười hú hí, lúc thì đi du lịch hay lúc chia gì đó, không có kiếm đâu. Lúc bắt đầu là cãi nhau rùm beng hết, bắt đầu vô, bắt đầu kiếm mấy ông sư. Ảnh vô ảnh cảm thấy ở trong đây được lời khuyên, được sự khích lệ, ảnh thấy tâm ảnh thoải mái quá, bắt đầu là ảnh tính ở trong đó luôn. Mấy ngày luôn, nó không có chịu về nữa, thưa quý vị biết không? Sư vợ ông cũng nhạy bén, ông mới nói một câu như thế này thôi, quay trở về coi như là giải quyết công việc gia đình đi,
Đừng có coi như là vì như vậy mà mình trốn chạy. Trốn chạy như vậy là mình là cũng là không người không có có trách nhiệm. Mình đã tạo ra rồi mình phải có trách nhiệm. Thì y như rằng, thưa quý vị, y như rằng cái cô đó là cô vợ đó, 2 3 ngày mà chưa thấy ông đó, ông về ông cứ ở lì ở trong trong chùa mấy mấy sư là bắt đầu là cũng càm ràm vô tới nơi rồi, cũng càm ràm vô tới nơi, nói ông làm gì cứ đi vô trong mấy ông sư hoài, là ông vô ông ở mình đi đó, là cũng có cái chuyện đó xảy ra nữa. Cho nên cái việc mà mình thân cận nó, tôi biết mình phải cũng phải quán xét, phải quán xét, phải biết điều phối làm sao cho nó phù hợp. Chứ mà mình không có khéo léo á, mình không có khéo léo thì nó cũng cũng không hay lắm đâu, cũng không hay đâu. Nên phải biết sự thân cận hay không nên thân cận, không nên thân cận. Rồi biết tình trạng sao lãng hay không sao lãng, cái này mình cũng dễ hiểu rồi, tức là vị thầy phải nhạy bén. Biết cái thái độ học tập của học trò như thế nào, gần đây ra sao, tại sao cái tiến độ học tập nó không được tốt. Biết về trường hợp cho phép nào, tức là phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe đó, sức khỏe đó. Mình nhìn thấy cái người học trò của mình đang trong cái tình trạng sức khỏe không có được tốt hoặc là như thế nào đó, lúc bây giờ chúng ta có thể du di, chúng ta cho cứ nằm mà nói chuyện tiếp chuyện hoặc là học gì đó cũng được, chứ không có nên coi như là cứ cố chấp là phải bắt người ta ngồi rồi ấy, như vậy thì cũng không phù hợp. Rồi biết về sự bình hòa, tức là cũng phải thấu hiểu, phải thấu hiểu trong cái tình trạng sức khỏe. Biết về vật thực đã nhận được hay hay chưa được nhận. Thì ở đây thưa quý vị muốn nói đến là cái người phải có tâm biết nghĩ tưởng nhớ ơn, nhớ ơn đến cái tấm lòng, cái sự tiếp độ của người đệ tử. Và điều này á, ở trong tích truyện có đề cập đến một sự việc của ngài Xá Lợi Phất đó, thưa quý vị. Khi mà chư tăng không có ai tiếp nhận cái ông đó hết, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài mới hỏi có ai đứng ra nhận hay không, thì ngài Xá Lợi Phất đã đứng ra nhận lời. Chỉ vì cái nguyên nhân là nhớ đến là cái ông này ông đã từng bố thí cho ngài một muỗng cơm thôi. Một muỗng cơm. Chính vì thế mà vị thầy cũng phải nhận thức được, khi mà mình đã tiếp nhận cái tấm lòng của người khác thì chúng ta phải tưởng. Cho nên nhiều khi thưa quý vị, ăn một viên sô cô la hay là gì đó đối với những người mà người ta không có tâm tư gì hết đó, thì cái đó thôi không có xài được rồi, bỏ qua bên, người đó là người không có biết ơn rồi. Nhưng mà ăn một hai cục của la của ai đó gửi cho nhiều khi cũng cũng mệt mỏi lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên vị thầy cũng phải có đức tính như vậy, đức tính như vậy, tri ân và biết biết được mình đã từng có nhận được cái ân huệ tấm lòng của người học trò, cái sự quan tâm người học trò hay không. Rồi biết về cá tánh hiểu về cá tánh thì trong đời này không có ai thiện xảo qua hơn được bậc đạo sư hết. Biết biết về cái đây tức là người thầy á phải nhạy bén trong việc hiểu được cái khuyết của người đệ tử để đưa ra một cái phương án dạy học làm sao cho nó thích hợp và nó đạt cái hiệu quả một cách tối đa. Biết về cá tánh rồi, đây cũng là một cái kỹ cần có ở nơi vị thầy. Rồi biết đấy, phân phát vật đã có trong bình bát, tức là phải trong cuộc sống đó, thưa quý vị, đôi khi phải có cái sự với nhau, dù đó chỉ là một cái hành động chia sẻ trong một cái miếng ăn không thôi, cũng
cho thấy được cái tấm lòng của người thầy nghĩ tưởng đến học trò. Ở cái kia là người trò cho người thầy, còn người thầy cũng cho người trò. Người thầy cũng nên có cái sự chia sẻ trong những cái vật dụng. Nên chính vì thế mà ở trong trong cuộc sống của chùa chiền đó, thưa quý vị, đôi khi mình lơi là quá đối với mấy cô phục vụ cho chư tăng trong chùa, thì như thế nó cũng là một điều thiếu sót. Khi mà mình nhìn thấy người ta mỗi ngày vì cái niềm tin đối với công đức phước báo, vì cái lòng kính trọng chư tăng, họ đi đến, họ bỏ thời gian đi đến phục vụ chư tăng trong việc nấu nướng rồi dọn dẹp lưu cấp rồi quét dọn chánh điện vân vân, thì lúc bây giờ mình cũng phải có một chút gì đó thành ý để bày tỏ cái sự quan tâm. Bày tỏ quan tâm bằng tâm không thôi thì nó chưa có đủ, nó chưa có đủ. Mà khi có những cái vật gì đó về lợi lộc á, cũng phải nên chia sẻ cho người người đó. Rồi, đó là như vậy. Nên biết về nên an ủi, chớ lo sợ, điều tốt lành sẽ đến với con. Thì đã nói đến cái sự khích lệ, cái sự khích lệ. Những lúc mà tâm tư bị hoảng loạn, bị lo sợ, lúc vui á, thì đi chơi với ai đó thì không biết, nhưng mà lúc coi như là te tua thì quay trở về thì bị thầy phải khích lệ, có cái sự an ủi. Biết về sự tiếp xúc với nhân vật này, tức là cái người, những người mà người đệ tử, người học trò của mình thân cận, gần gũi tiếp xúc, thì chúng ta cũng nên quan tâm. Nếu như những người bạn đó là ác hữu thì mình phải có lời khuyên. Nếu như những người bạn đó là những người bạn tốt, đáng thân cận, thì chúng ta có cái lời khích lệ, có sự khích lệ. Rồi, đó là biết sự tiếp xúc với nhân vật. Biết về sự tiếp xúc ở trong làng, biết về sự tiếp xúc ở trong chỗ cư ngụ. Hai chuyện này là muốn ám chỉ đến cái thái độ của mình, cái thái độ của vị thầy khi mà mình tiếp xúc với người học trò của mình ở trong những cái chỗ như là ở trong làng, trong chỗ cư ngụ, thưa quý vị. Thì chúng ta phải phải biết gìn giữ cái sự tôn nghiêm cho nhau, sự tôn nghiêm cho nhau, không có làm lãng phí thời gian hoặc làm những chuyện dư thừa cho nhau. Về chuyện này á, thưa quý vị, xin nói thật, đôi khi có những cái trường hợp mà đi dự lễ gặp những cái người cư sĩ mà trước đây họ thân cận với sư rất là thường xuyên ở trên chùa, nhưng mà giờ mình ở chỗ khác, lâu lâu đi dự lễ mới gặp, thì lúc đó trong cái hàng ngũ chư tăng đi bát khất thực, sư cũng có mặt trong đó, thì người ta có một vài những cái lời chào đó lâu ngày á, nhưng mà lúc đó mình cũng nên coi như là chào hỏi lại một cách vắn tắt thôi. Bởi vì cái ở những cái chỗ đó nó không có thích hợp, nó không thích hợp. Chính vì thế mà về cái chuyện giao tiếp của mình á, về chỗ này chỗ kia á, chúng ta cũng phải hiểu biết, đâu phải hiểu biết. Nếu như trường hợp mình lê thê lết thết quá ở những chỗ ấy, đôi lúc nó làm phiền đến người khác, người ta có công việc gì đó cần phải làm sao, mình cứ níu kéo mình nói chuyện thì như vậy nó cũng không phải phép. Cho nên phải nên biết về sự tiếp xúc ở trong làng, nên biết về sự tiếp xúc ở trong chỗ cư ngụ, không nên đùa giỡn với người ấy, không nên đùa giỡn với người ấy. Sau khi nhìn thấy yếu điểm thì nên nhẫn nại, tức là phải có cái sự nhẫn nại khi biết được những cái khuyết điểm cũng như người học trò của mình, họ bị những cái tật gì, thì chúng ta nên thông cảm, nhẫn nại. Rồi, nên là người có hành động thận trọng, nên là người có hành động không nhỏ mọn, tức là cái sự bao dung, sẵn sàng tha thứ. Nên là người có hành động không khuất lấp, tức là
không có những cái cử chỉ mờ ám, khó hiểu để tạo sự nghi hoặc, hoài nghi, hiểu lầm cho người tập. Nên là người có hành động không thừa thãi, bởi vì hành động không thừa, hành động mà dư thừa thừa thãi thì sẽ tốn thời gian lẫn nhau thôi, tốn thời gian lẫn nhau thôi, không có lợi ích. Nên thiết lập tâm của người đào tạo ta cho người đào tạo này về các ngành nghề, tức là phải có sự chỉ dạy với toàn tâm toàn ý. Nên thiết lập về về sự tiến triển, làm thế nào để người này không thể bị suy giảm, lúc nào cũng nghĩ đến cái tình trạng học tập của người đệ tử mình, để ý đến làm sao bằng cái phương cách gì để giúp cho người học trò của mình lúc nào cũng có cái sự phát triển trong việc học tập. Rồi, nên thiết lập tâm ta đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh mẽ của việc học tập. Nên thiết lập tâm từ, không nên bỏ rơi trong các trường hợp bất hạnh, không nên sao lãng việc cần làm, sách tấn bằng pháp khi học trò bị lỗi lầm. Nói chung là 25 đức tánh này á, nếu như mà người á, mà có đủ hết á, thì là một người thầy quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, không còn cái điểm nào mà chê trách được, kể cả trong cái việc đối nhân xử thế, nghĩ trước nghĩ sau cho đệ tử của mình và những người khác xung quanh, nó được xem như là toàn hảo rồi, không mới còn cái gì để mà đáng chê trách hết. Cho nên chính vì thế mà Đức Vua ngài trình bày về 25 yếu tố tốt đẹp cần có nơi vị thầy là như thế. Và ở đoạn cuối thì ngài Nagasena ngược lại, sau khi ngài đã nghe Đức Vua nói như vậy xong thì ngài rất là hoan hỷ, và ngài cũng chỉ cho Đức Vua về những cái bổn phận, những cái đức tính mà những người cư sĩ nên có đối lại trong cái phạm vi của một người đệ tử. Đó chính là đồng vui cộng khổ với hội chúng, đồng vui cộng khổ với hội chúng. Có pháp là chủ, yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng. Rồi, sau khi nhìn thấy sự suy đồi của giáo pháp của đấng chiến thắng thì có nỗ lực cho cái sự phát triển. Là người có chánh kiến, xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo chủ khác, thậm chí chỉ vì nguyên nhân mạng sống. Thân và khẩu của người này được gìn giữ, có sự vui thích trong sự hợp nhất. Ưa thích sự hợp nhất là người không ganh tị, không thực hành giáo pháp theo một cách vô, đã đi đến nương nhờ Phật, đã đi đến nương nhờ pháp, đã đi đến nương nhờ hội chúng. Tâu Đại Vương, 10 đức tính cư sĩ này dành cho người cư sĩ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như mà trong cái vai trò của một người cư sĩ đó, thưa quý vị, có được đầy đủ 10 đức tính này thì thôi cũng được xem như là người đệ tử quá tuyệt vời rồi. Thứ nhất là mình đối với bản thân của vị ấy cũng tốt đẹp, để biết lo nghĩ đến việc phát triển của giáo pháp, có tâm tư rất là vững chắc về lòng tin đối với Tam Bảo, và luôn nghĩ đến cái việc hòa hợp, hòa thuận của chư tăng trong cái việc tu tập và thực hành pháp một cách trung thực đến với thật tâm, chứ không có phải là dối gạt. Thì đây là 10 cái đức tính của người cư sĩ mà chúng ta cần có là như vậy. Rồi thôi, sư xin chấm dứt ở đây cũng vừa phải lễ rồi. Cái phần còn lại thì xin gửi mic lại cho lớp học. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thammaya. Nam mô Sanghaya. Và nguyên như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Huy Niệm đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Dạ thưa sư, hôm nay là ngày thứ năm, thì khoảng tuần sau đó bà sư,
Thì như là tất cả chùa bắt đầu tổ chức lễ dân y phải không bạch sư? Như vậy là bây giờ cho khoảng cho tháng 1 á, là sư có thể gọi là bao dùng cho sư pháp tính được không sư? Dạ con tính tính hỏi sư trước, tự vì hôm qua sư pháp thanh đã có nhắn với con là sư cũng nghỉ đến một tháng sư mới vô luận. Thì cái đó là cái phần một tháng con sẽ kính thỉnh, con định thỉnh sư Nguyên Thông với lại sư Thanh Tâm sẽ cover cái phần của sư Pháp Thanh. Còn cái ngày của sư Pháp Tính, sư có thể hoan hỷ sư cover, mà sư Pháp Tính con nghĩ là đi cho tới tháng Giêng luôn đó bạch sư. Con xin thay mặt đạo tràng kính xin sư quy niệm có thể mà từ bi hoan hỷ để sư có thể bao sân dùng cái những cái buổi đó được không bạch sư? Tụi con cũng ráng học. Dạ con xin dâng mít lại cho sư quy niệm ạ. À rồi, hôm bữa sư có nói với cô Nhật Quỳnh một cái chuyện như thế này, nói là thời gian sắp tới bắt đầu là chắc cũng muốn phát bệnh nữa rồi. Thì cô Nhật Quỳnh mới hỏi là lý do tại sao sư? Thì sư mới nói là các vị khác á, nhiều khi không biết làm sao, nhiều khi thấy lễ Katina sắp tới các vị hoan nghỉ chứ còn riêng sư thấy sư ngang. Ngang ở đây á, là muốn ám chỉ đến là những cái lớp học này sư biết chắc luôn là các vị sẽ không có thời gian để mà dự vào tham dự, cho nên ý là như vậy. Nhưng mà thôi, cái đó nó chỉ là cái lời nói chơi thôi chứ không có phải là như vậy đâu, cho nên quý vị cứ yên tâm đi, đừng ái ngà hơn nữa, cũng lỡ ăn chocolate rồi cho nên cũng thôi đành chấp nhận. Nhưng mà sư nói là cái buổi của sư pháp tính thôi nha, chứ còn mà xuyên suốt hết các buổi khác thì sư thôi sư không có dám nhận đâu, chỉ có cover dùm cho sư pháp tính thôi. Tức là giảng hai ngày thứ tư và thứ lỡ bên Mỹ, còn thứ năm và thứ sáu theo như giờ Việt Nam. Tức là thôi đã lỡ cũng cái này là cũng lỡ ăn cơm với sư pháp tính á, cho nên phải cover cho sư pháp tính thôi. Cho nên chuyện đó không phải đương nhiên, ăn sô cô la của ai với lại của sư pháp tính là thôi chết rồi. Bây giờ sư gửi mic lại cho lớp học. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư quy niệm đã từ bi hoan hỷ lãnh cái phần của sư pháp tính dùm cho lớp ạ. Dạ cũng nhân tiện đây nguyên như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể vào vào phụ với chủ rum sư Thanh Tâm để mà cover cái ngày thứ hai và ngày thứ ba bạch sư. Tự vì sư Pháp Thanh cũng sẽ đi rất là nhiều, và sư đã nhắn với con là sư đi cho tới ngày 11 Tây tháng 11 sư mới có thể trở vào lại room để giảng được. Dạ con xin sư Nguyên Thông có thể từ bi hoan hỷ để có thể vào lớp để giảng làm cho là sư thay thế dùm cho những cái ngày trong vòng một tháng tới được không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Cái bữa thứ hai đó thì sư bận, thì sư chỉ vô được cho 9 giờ, gần 9 giờ hay là 8 giờ rưỡi, gần 9 giờ. Bởi vì sư từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi sư cũng có một cái lớp học. Còn mấy ngày khác thì ok, vô 8 giờ được, không có sao không. Nhân dịp này là sư cũng chuẩn bị, muốn cho sư chuẩn bị thành phần. Thành ra khi mà chư vị thí dụ là làm bố thí hay là phóng sanh hay cái gì đó, nhất là cái bố thí, thì làm cái đó với tâm mà nó không có vướng bận. Đừng có nghĩ là bố thí để kiếp sau mình giàu có hay là sống dai hay là đẹp đẽ hơn. Đừng cần nghĩ cái đó.
mình chỉ nghĩ mà cái bố thí nguyện cho con sớm thấy được chân lý chứng đắc niết bàn hay là giác ngộ. Còn cái mình bố thí mà ít hay nhiều cũng vậy, với cái tâm mà bố thí ba la mật, tức là bố thí để mà giác ngộ, đó là gọi là bố thí ba la mật đó. Đó thì mình không cần nghĩ mà kiếp sau chân dài, hoặc là chút sau sống dai, hoặc là chút sau đẹp đẽ, chút sau giàu có, cái chuyện đó nó đương nhiên. Hễ người đã bố thí là như vậy, sẽ đợi được được như vậy. Nhưng mà mình cái đó là cái phước phước vật, cái đó là nó đương nhiên nó sẽ đến. Bởi vì nếu mà mình bố thí mà mình muốn được cái những cái đó là cái mục đích mình sai. Cho nên là xin công đức mà con tạo ra đi giúp cho con thấy được niết bàn, hay là giúp cho con giác ngộ sanh tử luân hồi, thì cái đó là cái điều mà sư muốn là các con nghe lời làm theo. Là bởi vì sư rất có cảm tình với lại chư vị học viên trong cái room này mà sư đã quen cũng 2-3 năm, 3-4 năm. Và đó là không phải là sư mới nghĩ ra đây, mà tại vì tất những cái bài mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngầm nói là như vậy. Nhưng mà nói cho chư vị Phật tử mà nhiều người không hiểu, tại sao mà chỉ bố thí không mà nguyện được giác ngộ. Thì đương nhiên là khi mình bố thí là mình làm sao? Bố thí là nó làm cho mình mất đi cái bổn sẻn, cái hà tiện. Mà một người không có bổn sẻn hà tiện là người đã giác ngộ rồi, còn khỉ kêu gì nữa, rồi tất cả những kia nào đi theo luôn đó. Cho nên cái người mà bố thí với cái tâm mà nó rộng mở và cái tâm mà không có bổn sẻn, là khi mình làm xong rồi, chứ đừng ở chần chờ rồi tự nhiên rồi cái tiết ra. Xin đề nghị quý vị đừng có bố thí nhiều, nhiều tiền nữa thì làm một chuyện khác. Mà có nhiều mà ít tiền thì bố thí, thí dụ 5 đồng, 10 đồng, thí dụ như vậy. Rồi vô bố thí mà mình làm thường xuyên thì tốt cho mình thôi. Chứ đừng đâu lâu lâu làm lần thì nó không có cái sự đó, nó sao không trở thành cái thói quen, cái thường cận cái duyên. Mà mình bố thí với cái tâm của mình và cái lòng của mình và cái số lượng mà Đức Phật giảng dạy là bố thí, mà đừng để cho hại cho mình, để cho hại người khác. Thí dụ như làm lương tháng có 2.000 mà bố thí 1.500 hay là 2.000 lấy gì ăn, rồi vợ con thế nào. Cho nên là phải có cái sự khôn ngoan ở trong đó, để mình không bị vướng bật mình cái gì cả. Mình làm có thể nào, có thể là tuần nào mình có thể bố thí được. Đó là những điều mà sư Giác Đẳng giảng dạy, và sư Bá Tự Siêu giảng dạy. Tại vì sư phụ Giác Đẳng thường thường ăn cơm chung, nó có những ngày mà ăn cơm chung với ngài thì Nguyên Thông hỏi ngài và trao đổi với nhau thì rất là thích thú những cái điều đó. Bởi vì hồi đó Nguyên Thông có nói ra câu này: Đức Phật Thích Ca nói rằng các con, nếu các con biết được cái quả báo của bố thí như là Như Lai đang biết, thì dù cho cái bữa cơm đó là cái bữa cơm cuối cùng các con cũng bố thí nữa. Thì sư phụ Giác Đẳng nói lại: này, Đức Phật giảng dạy rằng này các con, nếu mà các con biết cái hiệu quả của bố thí như Như Lai đang biết, thì đó là cái buổi cơm các con cũng bố thí nữa. Thì cái Nguyên Thông mới hỏi là: thưa sư phụ, con cũng đọc có một cái đoạn kinh đó, mà con nhưng nói là dầu bữa đó là cái bữa ăn cuối thì các con cũng phải bố thí được. Thì Đức Phật nói thì không có. Đức Phật sư Giác Đẳng nhắn là dầu cho bữa đó, thì nếu mà các con biết cái hiệu quả của bố thí như Như Lai đã biết, thì không có bữa cơm nào mà các con không bố thí. Sư phụ Giác Đẳng nói như vậy thì sư với lại sư phụ Giác Đẳng, tại sao có hai cái vật sinh, cái hai cái vượt sinh mà nó như vậy? Dầu rằng nó không khác nhau lắm, nhưng mà đọc lên thì nó khác nhau. Như một cái là có việc nặng hơn, nhấn lên cái là hàng ngày. Thành ra nhân dịp cái vụ đó mà sư có nghe cái bài của sư Bá Tự Siêu giảng trong cái bài Mangala Sutta,
và sư phụ Giác Đẳng với sư bàn luận về vấn đề này cũng nhiều lần. Cho nên nhân cái dịp này thì cầm mai thì để nói lên cho chư vị Phật tử thân thương của sư về cái vấn đề bố thí. Cái nhiều người mà không được và học hỏi từ những cái bậc cao minh thì có lẽ là mình không biết, hay là mình không có sẵn sàng, hay không tập cho mình có mới thường cận y dưng là cái hành động bố thí của mình. Thành ra Nguyên Thông biết được một chút chút thì nó xin nói lên cho chư vị sư để mà thực hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cho mai là chư Minh Như. Và chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, Nguyên Như Sài Gòn, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của tối hôm nay luôn à bạch sư. Dạ, con xin dâng bức lại cho sư ạ. Vavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba manufave nasada sothi pavantu te vavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba dhammanufave nasada sothi pavantu te vavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba sankhanufave nasada sothi pavantu te. Cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư Thiên hộ trợ, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ, được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú a đề wa ta san ti vi ha ra wa pa si ni u be kha re bo thi ke ta hân ta hân ta tham ma ne na pa wan tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha mắt cha na wa ca cha thân kha wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha ia sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. La bu cha ye bi cha an da sam pha va san se da cha ta a ta wo pa pa ti ka. Ni ya ni gan tham ma va rang pa tân cha te sam be bi dung ka sa ka ron tu sang ka yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha bùng ga la sang khu hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ka tu sang tham mô. Sắp bê bi tham cha ri nô vô thân sam pa bù nê ya ma tham ma ri ba huê. Đi tê Ti đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Ti đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Ti đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du. Ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cộng cho các vị ấy hằng sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ sáu và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam, và chúng ta lại được học môn vi diệu pháp của thầy Kinh Milinda đã trực tiếp giảng dạy cho chúng ta. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.